Wow, một khung cảnh biển rất là đẹp luôn quý chị ơi. Bãi cát sạch trắng tinh luôn. Rất thích hợp cho việc tắm nghỉ dưỡng nơi đây quý anh chị. Và ngay tại vị trí biển này, mặt đường Lạc Long Quân, khu vực xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận này. Ngay mặt biển và mặt tiền đường Lạc Long Quân, giá chỉ 15 triệu một mét vuông quý anh chị. Xem tiếp theo nha. Rồi, Đông Lan xin chào quý anh chị ha. Thì hôm nay mình đang có mặt tại đường Lạc Long Quân, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận quý anh chị. Thì hôm nay mình có một cái lô đất đã lên hết phần thô hết rồi quý anh chị. Một cái lô đất nói chung là gần như là một dự án đã lên hết phần thô hết rồi. Về phần cứng đã làm hết rồi, thì phần còn lại là cần một nhà đầu tư mới đầy tiềm năng về tài chính xuống tiền và hoàn thiện nốt cái phần còn lại là để tiến hành kinh doanh thôi quý anh chị. Thì hôm nay mình sẽ gửi cho giới thiệu với anh chị một cái sản phẩm rất là tuyệt vời luôn với anh chị, ngay tại mặt đường này và mặt biển của khu vực xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết này. Thì trước tiên mình cũng giới thiệu sơ bộ cho với anh chị ha. Thì trước mặt với anh chị đây, đây là hướng đi về khu Nova Vật Tiến Thành với anh chị. Từ đây về tới trung tâm của khu đô thị Tiến Thành thì khoảng chưa đến 1 km với anh chị, chưa đến 1 km đó. Còn hướng ngược lại đây với anh chị, hướng ngược lại đây là hướng về trung tâm thành phố Phan Thiết với anh chị. Trung tâm thành phố Phan Thiết thì từ đây về ngay trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 7 km với anh chị, khoảng 7 km đó. Rồi thì mình xin giới thiệu thẳng vào vấn đề luôn. Thì đây là toàn bộ trước mặt với anh chị đây nè. Đây là toàn bộ khu một cái khu nghỉ dưỡng đang dang dở với anh chị, một cái khu nghỉ dưỡng đang dang dở với diện tích là lên đến 5.550 mét vuông. Đó, một cái dự án tương đối lớn với anh chị, hiện tại là đang tiến hành dang dở rồi. Nói chung là cái phần thô đã tiến hành, còn lại những phần còn lại là nếu cần một nhà đầu tư đầy đủ về tiềm năng về tài chính về lĩnh vực kinh doanh thì hoàn thiện nốt cái phần còn lại với anh chị. Đây là toàn bộ khu đã tiến hành làm cái phần thô hết rồi với anh chị. Đây, phần thô được tiến hành hết rồi. Đó thì mình giới thiệu sơ bộ trước tiên nè. Cái toàn bộ cái diện tích này là 5.550 mét vuông. Từ mặt đường nhựa Lạc Long Quân này ra đến thẳng mặt biển luôn quý chị, ra đến thẳng mặt biển luôn. Mình sẽ đi lát nữa mình sẽ có khâu ra mặt biển review cho quý chị xem luôn. Đó, từ mặt nhựa Lạc Long Quân này và cái chiều dài mặt tiền này lên đến 100 m quý chị. Chiều dài mặt tiền này nó lên đến 100 m. Về cái phần sổ sách thì đã là sổ sách hợp pháp, pháp lý rõ ràng hết quý anh chị. Đất hiện tại là đã lên phủ toàn bộ đất thương mại dịch vụ hết quý anh chị, đất kinh doanh hết rồi. Đó, do đó là về cái phần này thì với anh chị nào, nhà đầu tư nào khi đầu tư nơi đây không cần phải lo về vấn đề pháp lý đất đai nữa với anh chị, bởi vì đất chủ đã lên hết toàn bộ cái phần thô hết rồi. Thì cần một cái nhà đầu tư đủ tiềm lực để xuống tiền cái lô 5.550 mét vuông này. Hiện tại thì phần thô cũng đã xây dựng dang dở 40 căn hộ nghỉ dưỡng với anh chị. Nhưng mà do vấn đề tài chính, do đó là chủ công trình dự án này không thể tiếp tục hoàn thiện nốt cái phần còn lại với anh chị, do đó là cần sang lại cho những nhà đầu tư mạnh hơn. Thì sau đây mình vào review cụ thể chi tiết luôn, rồi ra thẳng cái phần mặt biển luôn với anh chị, cho với anh chị xem nó đẹp đến mức nào. Rồi cuối cùng là phần lại cam nhé, với anh chị đón xem tiếp phần sau nhé. Rồi đây là mặt sau mặt tiền biển quý anh chị, không gian bãi tắm biển của lô đất này. Đó thì một cái bãi biển đẹp trải dài. Đó, phía trên xa xa ngay khu vực tàu thuyền nhiều, đó là khu vực bãi tắm bikini của khu đô thị biển Nova Vật quý anh chị. Đó, từ đây lên đó khoảng gần 1 km thôi. Đó thì quay lại vị trí trung tâm lô đất đây với anh chị. Đây, nhìn thẳng trực diện vào vị trí lô đất của chúng ta đây luôn.
Tổng diện tích 5.550 m² với chị ơi. Một cái phần thô đã tiến hành, đã hoàn thiện cơ bản rồi với chị ơi. Mặt tiền Lạc Long Quân và mặt biển này quá đẹp luôn anh chị. Nhưng mà giá chỉ 15 triệu một mét vuông thôi anh chị. Đất đã lên, thương mại dịch vụ, đất kinh doanh hết với anh chị ơi. Còn gì bằng nữa. Phía sau mặt biển, rồi tận dụng lợi thế của đồi dương này làm khu nghỉ dưỡng tuyệt vời luôn anh chị ơi. Hình như là chủ trước đây cũng đã tiến hành một cái dự án hồ bơi ở đây, một cái bể tắm nhỏ nhỏ ở đây, và các cái căn hộ được xây dựng lên một bể tắm ở đây. Nhưng mà do cái điều kiện vấn đề tài chính không thể tiến hành tiếp theo được đó, thì ngay từ đầu mình đã nói thì đất diện tích 5.500 m², về thể loại đất đã là chuyển lên đất thương mại dịch vụ kinh doanh hết rồi. Phần thô hơn 40 căn hộ với anh chị đang dang dở, và một mặt biển đẹp tuyệt vời, công viên mặt biển đẹp tuyệt vời với hệ thống đồi dương mát mẻ. Biển này mát mẻ cực kỳ luôn với anh chị ơi, không còn gì bằng nữa. Rồi nhanh tay liên hệ qua kênh Don Len hoặc qua số điện thoại mình để bên dưới nha. Rồi nếu anh chị nào còn vấn đề gì liên quan đang tăng về vấn đề pháp lý thì liên hệ với mình, hoặc là có thiện chí thì liên hệ với mình làm việc thương lượng trực tiếp giá chủ luôn. Với giá mức giá 15 triệu mét vuông mặt đường mặt biển này, khu đây không có với anh chị, không có đó. Khu này mặt đường mặt biển là phải 30 triệu chứ không dưới với anh chị. Ở trung tâm của khu đô thị, khu thủ phủ resort của Tiến Thành Phan Thiết này luôn. Phía đầu bên này cũng có resort, phía trên đây cũng có resort đó, hai đầu, còn lại chính giữa thôi. Quá đẹp luôn quý anh chị ạ, một khuôn viên rất là đẹp luôn đó. Rồi nhanh tay liên hệ nhé. Xin cảm ơn quý anh chị đã chú ý theo dõi. Rồi một số hình ảnh live cam nhỏ nhỏ giới thiệu khu vực cho quý anh chị xem. Rồi xin chào, hẹn gặp lại video sau nha quý anh chị. Rồi đây là lô đất nhìn từ góc nhìn trên cao ha. Rồi phía hướng bên tay phải đó là trục đường Lạc Long Quân đó quý anh chị. Khu vực biển Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Bờ biển ở đây rất là đẹp luôn. Quý anh chị nhìn thấy bờ biển cạn và trải dài luôn quý anh chị ơi. Rồi nếu anh chị nào yêu thích khu vực này liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc qua kênh nha. Mình còn có nhiều vị trí đẹp khác nữa. Nếu anh chị nào mức tài chính phù hợp ít hơn thì liên hệ với mình. Rồi mình sẽ có những vị trí phù hợp để đưa đến với anh chị. Rồi xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại video sau.